chào quý vị khán giả thân mến đến với chương trình New Year Eve Countdown tại nhà hàng Ocean Palace ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến với chương trình Countdown thì tất nhiên là tất cả mọi người sẽ đến đây cùng Hoàng Nguyên tâm sự, tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Nhưng mà chương trình này mang một ý nghĩa rất là đặc biệt, ý nghĩa như thế nào? Xin mời cô Bích Ngọc là chủ nhân cũng như là chủ của buổi tiệc ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết cái chương trình mình đặc biệt như thế nào ngoài những cái việc mà đến đây vui chơi. Con kính chào cô Bích Ngọc. Vâng, cô Bích Ngọc kính chào tất cả quý vị khán thính giả và kính chào Tuyết Nhi. Và vâng, thưa quý vị, cái ý nghĩa của cái chương trình này, mục đích của chúng tôi chỉ là để tạ ơn đời, tạ ơn trời và tạ ơn tất cả mọi người, và nhất là lạy Chúa, lạy Phật và đã cho con được sống sót và đã cho con trở lại với lại thế gian này. Thì đó là một cái lễ tạ ơn của con ngày hôm nay, và con được người con út của chúng con tổ chức cái buổi đại lễ này với mục đích là để mà cũng giúp về cho những cái người kém may mắn. Là vì cách đây một năm thì chúng tôi cũng có nói rằng thì là nếu chỉ còn sống một ngày thôi thì Bích Ngọc cũng xin chỉ phục vụ và giúp đỡ những người thiếu may mắn và nhất là những người thương binh ở Việt Nam. Thưa quý vị, như lời hứa của cô nói, dù sống một ngày thôi cô cũng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, và cô đã không quên lời hứa đó nên thành ra có buổi tiệc này ngày hôm nay. Quý vị thấy là cô mặc dù đã hơn 80 trải qua một cơn bạo bệnh nhưng mà cô vẫn khỏe đứng ở đây và vẫn nhớ tên từng người hết. Đó là một điều mà con nói là khi mà gặp cô mà cô vẫn nhớ tên hết mà không nhớ, không quên gì hết, thì đó là phải nói là một cái niềm vui cho một cái năm mới sắp đến. Mà nếu nói đến cô Bích Ngọc thì cũng phải nhắc đến là bác sĩ Vũ Ban, người lúc nào cũng luôn luôn sát cánh bên cô, lúc nào cũng phải nói là tụi con phải noi gương theo cô và bác sĩ, phải sống một cái cuộc sống mà vợ chồng phải nói là bao nhiêu năm cô bệnh bác cũng không bao giờ bỏ mặc cô. Thì bác có cảm nghĩ như thế nào khi mà cô khỏe ngày hôm nay đến đây trong cái buổi tiệc này để cho chúng ta cùng có một cái tí tiền để chúng ta gửi về Việt Nam cho những trẻ em nghèo hả bác? Vâng, như cô đã nguyện là trước đây 2 năm là nếu còn ngày để sống thì cô sẽ làm việc từ thiện để giúp những người kém may mắn như là các trẻ em mồ côi hoặc là các thương phế binh. Thì cô vẫn giữ cái lời hứa đó và hôm nay cô có mặt tại đây để gây quỹ để giúp một phần nào các em mồ côi và những người kém may mắn. Vâng. Chỉ còn một vài tiếng nữa là chúng ta sẽ tiễn năm cũ đón năm mới, thì cô có cảm nghĩ như thế nào khi mà bước qua một năm mới cho cô thêm một cái tuổi mới nữa hả cô? Dạ, cô xin cảm ơn trời, cảm ơn Phật và cảm ơn Chúa đã cho con được sống sót và đã cho con được một ngày hôm nay. Đấy là một ngày rất là quan trọng mà con đã giữ được cái lời nguyện vượng của con lúc trước, là con chỉ còn một ngày đã sống thôi. Con cũng xin là chỉ để phục vụ cho những người thiếu kém và nhất là những thương bệnh binh ở Việt Nam. Cảm ơn cô bác sĩ những tấm lòng lúc nào cũng nghĩ về những người kém may mắn hơn mình. Và nếu mà nói về chương trình này thì cái ý nghĩa tất nhiên là chương trình sẽ có một người là chủ của chương trình, nhưng mà ý nghĩa mà đề xướng làm ra chương trình này và góp một bàn tay không ai khác đó là anh Tùng, là con nuôi của cô Bích Ngọc. Thì anh có cảm giác như thế nào khi mà ngày hôm nay cô Bích Ngọc tức là mẹ của anh đến hiện diện ở đây và tất cả những quan khách đến đây ủng hộ cô? Tuy nhiên thấy là chương trình đã bán sold out vé, thì cảm nghĩ anh như thế nào trong cái buổi tiệc ngày hôm nay hả anh Tùng? Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh chị mà cũng cảm ơn Tuyết Nhi. Anh nghĩ chắc cũng như mọi người thấy, không có một cái niềm vui nào lớn hơn khi mà thấy tất cả những người thương, những người chưa biết, những người đã biết mà tới ủng hộ mình như này vào trong cái ngày mà lễ mà nó bận rộn như thế này. Thì anh nghĩ không có một cái gì bằng mà sân khấu cũng không có chỗ nhảy, mà bữa tiệc không còn chỗ không phải kêu thêm bàn. Cho nên là một cái bữa tiệc anh cũng phải nói là anh rất là may mắn, mà anh rất là vui, mà anh thấy bố mẹ anh vui mà mọi người đều vui, thì anh nghĩ là không biết niềm vui nào hơn như vậy nữa em. Một năm mới mà ba mẹ mình được tuổi mới mà sức khỏe lúc nào cũng dồi dào thì không có niềm vui nào hơn bằng niềm vui có được sức khỏe. Tôi nghĩ biết là đứng bên cạnh của anh Tùng là một trong những người bạn rất thân của anh Tùng. Anh thế nào chia sẻ cho em biết là người này là ai, mà tôi nghĩ biết là hình như cũng có rất là giúp rất là nhiều trong cái việc của công việc của anh Tùng cũng như là trong cái chương trình ngày hôm nay. Thank you em. Cảm ơn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng biết I'm an engineer.
I designed, I built for the last 23 years, from the day I was 21 years old. So anh rất là hân hạnh anh gặp được anh Thái. Anh Thái là, xin giới thiệu đây là anh Thái là chủ owner của Nail of America. Tất cả location of Nail of America, anh Thái là người là chủ. Anh là người develop, find location, design. So anh là, I'm putting together, but he là người come up with all the ideas. So tất cả mọi question hoặc là làm ăn về ngành nail, anh Thái là con người có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi mà ai can. Vậy là Tuyết Nhi rất là hân hạnh, tại vì quý vị biết là nghề nail nuôi sống được rất là nhiều những con em của chúng ta, những gia đình. Anh Thái mở rất là nhiều tiệm nail, mà Tuyết Nhi biết tiệm nail Nail of America là một trong những tiệm nail lớn, những cái tập đoàn nail lớn. Anh mở như vậy thì có rất là nhiều những công ăn việc làm, và cái nghề nail Tuyết Nhi thấy là nuôi ra rất là nhiều bác sĩ, kỹ sư. Phải nói là một cái nghề mà giúp cho rất là nhiều trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Thái có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà một cái chương trình mà mang ý nghĩa là vui chơi mà nhằm mục đích cũng là làm từ thiện hả anh? Lời đầu tiên là xin cảm ơn anh Tùng đã select cái hệ thống Nail of America đến đây để chung vui chia sẻ cao đao trong cái party cao đao New Year 2018. Xin cảm ơn Tùng rất là nhiều. Đó là một cái niềm hãnh diện và tự hào vô cùng lớn lao đối với hệ thống Nail of America nói riêng và nói về ngành nail nói chung. Và rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là hãnh diện khi được đến dự một cái bữa tiệc rất lớn lao như thế này. Và mình cảm thấy rằng khi nhìn thấy cái ban tổ chức dàn dựng cái chương trình rất là công phu và đầy ý nghĩa, không có biết nói gì hơn, thì chỉ biết rằng là rất là hạnh phúc khi có những người bạn, những người bạn tâm tình và nghĩ tới tôi nói riêng và nghĩ tới cái ngành nail nói chung. Hôm nay rất là vui. Và cái hay của anh Thái, xin lỗi em một cái, xin quý vị biết một chuyện là đôi lúc Tùng ở trong nghề còn lâu hơn anh Thái đó, nhưng mà một cái là không có ai mà biết mà connection mà có thể lấy được những cái location mà anh Thái nó có thể lấy được, chính bản thân anh cũng không lấy được. Cho nên nhiều lúc quý vị có cần liên lạc hoặc là có thể gọi qua Tùng, Tùng có thể cho anh Thái. Nhưng mà anh Thái là một cái người mà Tùng đã từng chơi qua mấy chục năm, mà Tùng biết là anh em biết là một cái tư cách rất là cao. Cái nguyện vọng của Tùng là anh em mình sẽ tiếp tục Tùng vẽ chuyên về vẽ. Hôm nay mà tất cả mọi người hiện diện ở đây ai cũng mang một tấm lòng vừa vui chơi mà vừa làm từ thiện, thì sau này những chương trình mà sau này Tuyết Nhi có biết những chương trình từ thiện nào, Tuyết Nhi sẽ cho anh Thái biết để anh Thái góp một bàn tay mình để giúp cho dạ anh Thái thì lúc nào cũng góp mặt trong những chương trình từ thiện. Thành ra mốt chương trình nào thì Tuyết Nhi sẽ không quên anh Thái đâu, nhưng mà lúc đó đừng có giận Tuyết Nhi nha. Không sao, chính xác, sẵn sàng ủng hộ. Vâng, và nhân tiện hôm nay cũng là birthday của cô Bích Ngọc, nhân tiện đây mượn lời mượn cái dịp này có một lời xin happy birthday cô. Tôi nhìn thấy hồi nãy tôi thấy nguyên một cái bánh to lắm, nhưng mà nghi là birthday cô rồi mà cô giấu. Thôi bây giờ sẵn làn sóng Ven TV mình like đó cô. Cô cho bật mí cho quý vị biết là năm nay cô bước qua bao nhiêu tuổi rồi cô. Để cho con cũng gán con học sao mà để con sau này con lớn phải sống bằng như cô mới được. Cái này là người ta học bí mật lắm đấy nhá. Thế nhưng mà thôi thì Chúa cũng sắp gọi cô rồi, cho nên rằng thì là cô cũng xin cảm ơn trời đất, cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật đã cho cô năm nay là cô 82 tuổi. Trời ơi, 82 tuổi mà quý vị thấy không? Tuyết Nhi đứng mà phải ganh tị đó. Dạ, happy birthday cô, và cảm ơn cô bác sĩ đã có một cái chương trình này để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả vui chơi và làm từ thiện. Cảm ơn cô và bác sĩ rất nhiều. Vâng, cảm ơn Tuyết Nhi. Vâng, đây là một cơ hội rất quý để có thể làm vừa vui chơi và để làm việc từ thiện. Vâng, không có gì quý hơn đấy. Vâng, cảm ơn. Anh có một cái câu nói mà từ lúc ở trong sân khấu ra tới ngoài này, một câu nói của cô Bích Ngọc mà anh rất là ấn tượng, làm cho anh sống dậy những cái gì mà mình muốn đạt được mà mình chưa có cơ hội để đạt được. Đó là cái câu nói của cô Bích Ngọc mà làm cho anh ngày hôm nay lấy đó là một cái cẩm nang. Dù sống có một ngày đi chăng nữa, cô Bích Ngọc cũng sẵn sàng hiến thân để phục vụ cho cộng đồng, cho tha nhân, cho xã hội. Cái điều đó là một cái điều cảm kích và là một cái tấm gương cho hậu thế sau này. Xin cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, thì đến với chương trình New Year ngày hôm nay thì không gì hết, tôi thấy là có rất là nhiều những người mà phải nói là ủng hộ trong chương trình, thì chú Nhi cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện với chú. Đây là lần đầu tiên chú Nhi tiếp chuyện, chú xin hỏi chú có nào cho chú Nhi cũng như quý vị khán giả VTV biết quý danh của chú được không? Tôi tên tôi là Paul Nguyễn. Tôi tên là Paul Nguyễn là, và anh Tùng cảm ơn Thanh Tùng đã mời anh đến đây để có dịp cảm ơn những thân chủ của mình bao năm qua để cho mình có cơ hội để phục vụ. Tôi biết là như đây là không bật mí nữa rồi, tất cả làng sóng live đều biết là anh là trong ngành business gì hả anh? Tôi là trong kỹ nghệ về credit card, processing credit card, cũng như những hệ thống POS để mà cho business management. Và tôi cũng làm thêm nữa những cái chuyện như tôi quảng cáo cho Apple TV, về lên TV để quảng cáo, để có khách hàng, thêm khách hàng. Bất cả những... mình quảng cáo cho Apple TV, chứ các cơ sở thương mại. Dạ đây cũng xin chào bác. Cháu là bạn của Phượng với Linh, lúc mà tụi cháu còn ở high school đó. Vâng. Không gì hơn như là Tú Nhi nói là chương trình này đó là tất cả mọi người là tụ họp lại, là bạn bè hàn huyên, những người đã gặp từ xưa đến nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây Tú Nhi thấy cũng có sự hiện diện của thầy Thích Huyền Việt cũng đến đây. Tú Nhi xin mời thầy. Dạ con kính chào thầy. Dạ con kính chào thầy. Dạ. Dạ. Dạ thưa quý vị, thì thầy Thích Huyền Việt có hiện diện nơi đây tại vì chương trình này là một cái chương trình mang cái ý nghĩa là như cô Bích Ngọc có nói là mình làm từ thiện, mà thầy thì quý vị biết là đã bác bỏ hết, nên thành ra những cái gì mà từ thiện thì thầy phải góp một bàn tay để đến để và để ủng hộ, chứ không phải là thầy đến để vui chơi gì hết quý vị. Nên quý Tú Nhi xin là phải nói là cho quý vị biết là chương trình là tại vì chương trình từ thiện nên thầy có mặt nơi đây, ngồi ở đây tội thầy lắm, thầy ngồi mệt mỏi luôn mà cũng phải gắng ngồi để là có những cái tấm phiếu đó để gửi về Việt Nam cho những trẻ em. Và con xin thầy có nào cho gửi lời cho con biết cái cảm nghĩ của thầy khi mà đến cái chương trình New Year Countdown này hả thầy? Vâng. Thưa ông bà bác sĩ Vũ Ban, cô Bích Ngọc, quý đài và tất cả chư vị, rất là lấy làm cảm kích. Đầu tiên hết là được cái cơ hội mang cái tính cách công cộng và không còn giấu giếm gì nữa, đó là được thấy dung nhan của cô Bích Ngọc, và bên cạnh cô Bích Ngọc có bác sĩ Vũ Ban, hai người như hai cái gì mà luôn luôn gắn bó đi trọn cuộc đời cho tới bây giờ. Sau khi mà rời bỏ cái công danh sự nghiệp mà về lại để yên tĩnh tâm hồn của mình á, thì và cái sức khỏe của cô có lúc ương yếu thì mà mọi người rất là tò mò muốn gặp cô, muốn biết cô là bây giờ cô ra sao, thì hôm nay cô xuất hiện trước mọi người bằng tất cả những thân và tâm, và đặc biệt là trong cái chương trình mà kêu gọi để cứu trợ giúp đỡ người kẻ khó nghèo bên Việt Nam, thương phế binh, nạn nhân thiên tai như ông bà đã chủ trương. Dạ, cho nên hôm nay tới để mà ủng hộ tinh thần, và đặc biệt là chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến ông bà bác sĩ Vũ Ban. Cô thân an, tâm an, sống lâu, ông bà sống lâu dư trăm tuổi, qua cái số trăm rồi mọi chuyện tính sao. Dạ. Cảm ơn thầy. Và tôi như xin nhường cái microphone này lại cho anh Tùng, là người chủ của buổi tiệc ngày hôm nay. Anh Tùng có một vài gì chia sẻ đến với những người bạn của anh ngày hôm nay? Có. Con xin chào thầy, chào bố mẹ, chào... bác Trần Hiến, ngày hôm nay con rất là hân hạnh là tại vì mọi người có thể chưa biết con là một kỹ sư civil engineer, design, I build custom home, I build hospital, and con rất là hân hạnh và con có một cái người rất là support con left and right, in and out, Mr. T. Ray. Mr. T. Ray is a one of the business entrepreneur. He tất cả những cái về lab test,
là he own it and he develop it. That's what we get into right now. So người Việt Nam bác sĩ mà cần liên lạc hoặc là có làm business gì thì Ray là owner and the president. He develop it and he is the one that make all these important decisions trong cái business của him là về cái lab test. So Jay, the Gray, I already introduced you. I already tell them what's going on, what you do. You into the plus step business, you develop, you build. So what I ask every single Vietnamese business doctor who want to get into doing business with you, how can I get in talk with you? How can I get in touch with you? And how can I start it? Would you let them know about that? Absolutely. So I just want to say my name is Terrence Gray. My company is MedOne Fulfillment. And I want to thank the Wynn family, the Wynns, the Vus, for such a great event for the community. You can get in touch with me through, I'll give you my cell phone number. It's 347-668-9484. Again, 347-668-9484. And we're helping with all sorts of things. Lab testing, lab development, allergy testing, genetic testing for cancer, and testing for newborn diseases. So definitely get in touch with us. We're helping take better care of the patients and improve the practice revenue. Thank you, Tommy. Thank you so much. Thank you, Mr. Gray. And anyone would love to get in touch with me, you can call me 832-868-8598. I would transfer all the information or I get connection. Connect is to one of my best friends, someone I trust, someone I know for a long time. Very, very honest and very successful in my business. So this is Mr. Gray Ray. I would love to introduce to you to anyone. Thank you. Thì quý vị biết là không thấy gì làm lạ vì sao chương trình này có nhiều những business như thế. Tại vì những business này đến đây để ủng hộ cho cô Bích Ngọc để có một tí xíu tịnh tài để mình có thể mình gửi về Việt Nam mà mình giúp cho những người nghèo cũng như cô nói là giúp cho những thương phế binh. Khi mà cô nói là còn một ngày để sống thì cô vẫn luôn luôn nhớ về những người mà kém may mắn hơn mình. Bây giờ thì mình đang trực tiếp live trên VNTV. Một lần cuối cùng nữa cô có lời gì gửi đến cho tất cả quý khán thính giả khi mà sắp bước qua một tuổi mới rồi không cô? Vâng, Bích Ngọc xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả cũng như là các quý vị đồng hương và tất cả mọi người có thể nói là TV này đi khắp nơi trên thế giới được một năm mới thật là hạnh phúc, sức khỏe và sẽ được tiền vô như nước và hơn những năm trước. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, thưa quý vị, tuy nhiên thì thấy cô Bích Ngọc rất là muốn bắt cô lại đây để phỏng vấn nhiều nữa nhưng mà quý vị xin lỗi quý vị là sức khỏe cũng cho phép thành ra. Tuy nhiên cảm ơn quý vị theo dõi và chúng tôi sẽ quay trở lại. Xin mời quý vị cùng theo dõi một vài chương trình trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay với những ca sĩ tôi như thấy là rất là hay như là Tuấn Anh nè, Mai Thiên Vân, Như Loan rồi Hoàng Mỹ An, nhiều chương trình lắm. Thành ra quý vị hãy xem chương trình ca nhạc. Tiếp theo sẽ quay trở lại với một vài phỏng vấn sau đây.